Giới thiệu các bạn, đây là giống ngô nếp lai F1 tím hoa 35 của công ty 20 tên đó, vốn là gỗ 500 g. Đặc trưng của giống ngô nếp tím hoa 35 là bắp to, trọng lượng trung bình từ 400 đến 500 g một bắp, độ đồng đều cao, tỷ lệ trái là 1 trên 85%, năng suất bắp tươi từ 10 đến 12 tấn trên 1 hecta, chất lượng ăn rất ngon, mềm dẻo, bảo quản được lâu, thời gian thu hoạch từ 62 đến 65 ngày sau khi gieo. Còn cách trồng, cả các cây từ 25 đến 30 cm, hàng khách hàng từ 70 đến 75 cm, lượng giống trung bình từ 10 đến 12 kg trên 1 hecta, tỷ lệ nảy mầm trên 85%. Mặt sau bao bì ghi thông tin là hàng sử dụng, hàng sử dụng đến ngày 20 tháng 11 2025. Mình đặt chống liên hệ số điện thoại bên trên màn hình.